sáng chế năng lượng tái tạo mới STCM của nhóm sáng tạo của Mark. Thì về lợi ích của nó là làm cho thế giới hết biến đổi khí hậu, Việt Nam hết thiếu điện, thành phố Hồ Chí Minh hết ngập nước, đồng bằng sông Cửu Long hết tan rã. Ưu điểm thứ nhất là rẻ, 440 đồng trên 1 kWh, công suất lớn 1 triệu MW, nguồn nguyên liệu miễn phí luôn có, dễ làm và làm nhanh, đầu tư thấp, không bồi thường giải phóng mặt bằng, còn làm tăng diện tích đất vốn thực hiện, rồi công nghệ, nhân sự, vật tư, thiết bị Việt Nam đầy đủ. Thứ hai, đạt 5 tiêu chuẩn nhất thế giới, đáp ứng nhu cầu thị trường và của nhiều người, nhà đầu tư đạt lợi nhuận cao. Xem chi tiết. Cái gì kỳ, tùm lum.